Trời ơi, thơm quá, thơm quá. Nó hơi cháy một chút thôi chị. Sau khi đi chợ thì bây giờ về. Hôm nay vỗ tài nữ công da trắng nha quý vị. Lọc rau thôi. Cái này là cải húng. Cái này là cây cải húng. Mình đợi qua đây để chị thấy. Cái này thì mình chỉ cần tước vậy hả? Rau chứ. Không có ai dễ làm dễ thu âm. Đây có mấy cái nó bị dập. Còn cái này là cây. Cây này là cây như. Quên mất tiêu rồi ta. Ngọt ôm, cây gâu thơm. Húng cây. Xà lách. Ý dồ, có nguyên em sâu trong đây luôn hay sao? Cái này cái gì vậy? Húng lũi hả? Húng lũi. Sao có ba loại rau hả? Ủa hai cái này cái nào cũng là xà lách hết không? Cái này nè, cái này xà lách luôn không? Rồi cái này cũng là xà lách luôn hả? Ba loại xà lách. Xà lách này là dùng để ăn với lại cái gì ta? Gì mà kẹp kẹp của cái món tay nè, bánh mì rồi đó. Ra. Ủa, có cái hạt ong cá nữa. Cái này chắc mấy cái này nó bị rớt vô thôi. Ba loại ha. Lặt sau đó thì sẽ đem rửa. Lâu lâu về quê làm nữ công da trắng nha quý vị. Rồi. Xong phần rau một rổ. Rồi, có cái bịch rồi. Vừa làm vừa nghe nhạc. Tùy quá. Ở đây thì có cái bắp cải. Bắp cải này chắc là để rửa xong rồi sẽ sắc. Bắp cải thì có thể xào. Ở đây có hai trái ức chuông. Hai trái ức chuông này 18 ngàn nè quý vị. Bọc ni lông này để lại đựng rác. Có ba củ hành tây. Bọc vỏ nữa. Yeah.
Để làm phụ coi, gì mặt nhìn giống như bánh bao chiều à. Đi lẹ. Hai củ. Đây là cá thác lát nha quý vị. Ở phía bên đây là bông cải. Bông cải để xào mực. Món này là món sườn. Sườn nướng. Ủ qua để ăn với cá thác lát. Còn phía bên đây là ớt chuông. Củ hành trắng để xào với lạc mực. Còn đây là phần rau sống. Rồi sạch sẽ rồi. Đây nữa. Cái này là dùng để nướng cá với lại nướng sườn ha. Wow. Trời ơi, thơm quá, thơm quá. Hơi cháy một chút này vậy. Nó bị sửa xe mà. Ướp cá luôn đi. Đợi nó làm chi.
Ủa tụi nó chưa gì hả? Về rồi, mình đi sửa xe mà. Tắt đèn lên. Sắc nào mình đang là cái này xào xong rồi cái dạy. Bỏ ra không mới xong mì mới bỏ vô. Đâu có, cái này là xào mực á. À, riêng à. Còn mì là chút kia. Quên, món này món mực xào. Mực xào. Này có miếng xào. Dạ, cái bịch ra, cái bịch mì á, cái bịch mì nó trong đó nó có miếng. Phải đâu mùa xoài á, xoài nay mùa trái cây mà. Mùa trái cây là lúc nào? Tôi tính thì cái lên để tôi hái bàn thì ổn bên sẵn lên còn nấu nước trà để mình cúng. Cái kêu bà cúng. Mới làm cái nồi ăn à. Ăn gì? Nó đang cà ri nữa. Nó trời ơi, mày ăn biết mày không đã là sao mà. Quán cà ri. Nó với bà nó là cứ cà ri, nó với Út nó. Quên, nó rượu khui bú đang nấu nước trà để châm vô nó đắng nè, nên mua vài cái bánh cây á. Anh Ngọc hôm qua kêu thông rồi qua